Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có ở đây là cây xả đen. Cây này theo mình tìm hiểu trên mạng là có thể phòng ngừa ung thư rất tốt và hỗ trợ cả điều trị ung thư đây. Cái lá của nó như này các bạn ạ. Cái này là mình được ở trên quê gửi xuống cho này. Cái này là bây giờ nhà mình đang uống nước hàng ngày. Hôm nay mình sẽ làm clip cách để nấu cái nước này nhá. Bây giờ một cái nồi nước như này nó sẽ vào khoảng 5-6 lít gì đấy, 5-6 lít nước, và các bạn chỉ cho một ít lá thôi, nó phải tương đương với lại 5-6 cái lá to thôi. Và bây giờ mình, các bạn đầu tiên các bạn cứ bật số to để cho nó sôi lên đã nhá, sôi lên xong rồi là mình cho nhỏ lửa để sôi một lúc. Còn nếu mà các bạn nào có nồi ủ thì chỉ cần cho sôi lên khoảng 1 phút thôi là các bạn cho vào cái nồi ủ khoảng 1 tiếng là nước nó sẽ ra màu nhá. Ok, bây giờ bắt đầu này. Ok, đây rồi nào. Nồi nước của mình đã sôi lên rồi. Các bạn cho nhỏ lửa đi cho nó sôi một lúc nhá. Cho một lúc cho nước nó đã chuyển sang màu vàng nên là mình có thể cho ra nồi ủ. Mình sử dụng nồi ủ nên là mình không cần phải đun lâu nữa. Các bạn cho vào nồi ủ này, đóng lại khoảng nửa tiếng một tiếng là nó thôi ra hết, xong rồi mình có thể để nguội để uống được hoặc là các bạn có thể uống mát nhé. Cái lá này là các bạn phải dùng cái lá đã được phơi và hoặc là sao lên nhá, phơi khô thì nó mới khử được hết những cái độc ở trong cái nhựa của lá với của cây nhá. Đây, mình sẽ ủ một lúc xong lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái màu của nó nhá, màu của nước sau khi ủ nó thôi ra nhá. Đây là nồi nước sau khi mình đã ủ các bạn nha. Đấy, nó màu như này, thôi ra màu đậm, hơi vàng vàng. Bây giờ mình lấy ra để nguội mà có thể uống thay nước lọc hàng ngày được nha. Đun xong các bạn nha, màu nó như thế này trông rất là đẹp mà mình uống các bạn cho thêm ít đá vào là được, cho nó mát. Đấy, nước này rất là tốt đây, phòng ngừa ung thư, nó sẽ hỗ trợ điều trị ung thư này. Uống thay nước này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha.